Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Đúng thế, bây giờ thầy nói rõ ràng và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi thầy nữa. Bởi đó chúng con tin thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các ông: Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngã, bỏ mặc thầy một mình. Nhưng thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong thầy. Giữa thế gian các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu dẫu trong lúc tưởng chừng bế tắc nhất vẫn gieo hy vọng. Hôm nay là ngày chúng ta nghe lại đoạn tin mừng vào phần kết trong bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu sắp chuẩn bị đi vào cuộc khổ nạn với các tông đồ. Và lúc này là lúc mà một không khí buồn bã đang bao trùm trong nhà tiệc ly, và các tông đồ đã thấu được, đã hiểu được phần nào cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu phải chấp nhận. Đồng thời qua những mặc khải của Chúa, nào là thầy sẽ đi rồi các con sẽ gặp lại thầy, nào là thầy sẽ đến với Cha và từ nơi Cha thầy sai thần chân lý đến với các con, nào là bây giờ thầy dạy các con, nhưng sẽ đến lúc đấng an ủi sẽ đến và soi sáng giúp cho các con hiểu được lời thầy dạy, vân vân. Tất cả những lời nói đều nhằm, đều ám chỉ sự xa cách giữa thầy và trò. Cho nên thực tế thì bên ngoài kia bao nhiêu người đang ghét, đang muốn trả thù Chúa Giêsu, đặc biệt các thượng tế và những kẻ lãnh đạo trong tôn giáo Do Thái đang tìm cách để làm cho Chúa Giêsu phải dập tắt tiếng nói. Thì bên trong lại xảy ra chuyện Chúa như từ giã các tông đồ, và các tông đồ dường như đang đứng trước một thử thách khủng khiếp lắm mà các ông đang mường tượng mình dường như có một cái gì đó đang đè nặng trên chính tình cảm của thầy trò trong lúc này. Thì giữa những lúc như vậy, Chúa Giêsu lại trao ban, nào là thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy, rồi từ nơi Cha thầy sẽ gửi đến cho các con đứng an ủi, các con hãy chờ đợi như Chúa hẹn với các ông, đang chờ đợi điều mà thầy sẽ gửi cho các con, đó là Thánh Thần đến từ nơi Cha. Rồi hôm nay như anh chị em vừa nghe, Chúa Giêsu bảo rằng các con sẽ tản mát và bỏ thầy một mình. Đối diện với nỗi đau, đối diện với thập giá, đối diện với sự hằn thù của bao nhiêu kẻ, vậy mà bên cạnh mình lại chỉ đơn côi một mình, các con sẽ tản mát và bỏ thầy. Nhưng Chúa Giêsu vẫn xác tín, vẫn cho thấy một niềm hy vọng, vẫn cho thấy sự lạc quan trong chính những lời Chúa phán với các tông đồ: thầy không ở một mình đâu, Cha ở với thầy. Rồi ở cuối bài tin mừng, Chúa còn bảo rằng thầy nói với các con những điều ấy để các con được bình an. Hóa ra khi an ủi các tông đồ, khi nói với các tông đồ rằng
dù các con có bỏ thầy thì thầy vẫn ở với cha vì cha ở với thầy. Không phải chỉ là để cho mình được trấn an, Chúa không nhằm trấn an mình, bởi vì Chúa đủ sức mạnh, Chúa đủ sự can đảm, Chúa đủ sự tự nguyện để đi vào cuộc thụ nạn. Điều quan trọng còn lại vẫn là đoàn môn đệ của mình. Thầy nói rằng thầy ở với cha, cha ở với thầy để các con được bình an, chứ không nhằm thầy mưu cầu bình an cho thầy. Bởi thầy đã có bình an rồi, thầy đã sẵn sàng trong lòng thầy với sự chấp nhận thánh ý Thiên Chúa rồi. Cho nên dẫu các con có thế nào, thầy vẫn bình an trong tâm hồn, thầy vẫn đón nhận ý nguyện mà thầy đã có ngay từ đầu là vâng phục thánh ý Chúa. Điều quan trọng còn lại là nơi chúng con. Thầy nói rằng cha ở với thầy để nhằm ban bình an cho các con. Anh chị em có thấy lòng dạ Chúa Giêsu đầy tình yêu với hội thánh của người chưa? Anh chị em, khi tôi phân tích những điều như thế thì mới thấy rằng anh chị em và tôi hạnh phúc chưa? Bởi vì ngay khi Chúa Giêsu đối diện với cuộc khổ nạn, đối diện với máu đổ, đối diện với thập giá, người vẫn chỉ nghĩ đến chúng ta. Thầy phán những lời này để các con bình an. Xin cho mỗi người chúng ta trong những ngày sống tâm tình của các tông đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần, chúng ta càng cảm nhận hơn nữa lòng yêu thương mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Nhưng anh chị em đừng quên, tình yêu của Chúa Giêsu cũng chính là sự đại diện của tình yêu Thiên Chúa trao ban cho mình. Bởi Thiên Chúa yêu chúng ta qua người con của người, cho nên khi nhận lãnh tình yêu của Chúa Giêsu cũng là lúc chúng ta nhận lãnh chính tình yêu của Thiên Chúa hằng sống, của Đấng là Cha, là Con, là Thánh Thần, luôn quản trị, luôn an ủi, luôn nâng đỡ, luôn tìm kiếm con người, tìm kiếm từng người chúng ta. Không biết nói lời gì để cho nó thỏa tất cả những điều, cho nó đủ với tất cả những điều mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thưa anh chị em, chỉ còn có một lời tạ ơn mà loài người mình có thể có để cố gắng mà dâng lên Thiên Chúa thôi. Vậy anh chị em và tôi hãy tạ ơn Chúa Giêsu từng ngày, hãy cảm ơn Đấng đã vì chúng ta trao cho chúng ta tất cả, và ngay cả trong giờ đối diện với thập giá đớn đau khốn khổ như thế vẫn chỉ một niềm nghĩ đến chúng ta. Một lời tạ ơn không đủ đâu, nhưng chúng ta không còn biết cách nào. Chỉ có một điều duy nhất chúng ta có thể thốt lên được, đó là biết ơn Thiên Chúa của mình, biết ơn Chúa Giêsu Kitô, biết ơn Đấng đã vì vâng phục mà chết, sống lại, lên trời và ban Thánh Thần cho chúng ta. Hãy sống lòng tạ ơn, hãy sống lòng biết ơn ấy trong cuộc đời của mình.